Chiều nay, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc quản lý và đấu giá đất công do ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi làm việc tại quyền Đức Hòa. Thời gian qua, việc quản lý sử dụng đất công luôn được quyền Đức Hòa đảm bảo sử dụng đúng mục đích. Hiện tổng diện tích đất công đang quản lý hơn 522 ha. Tuy nhiên, trong công tác quản lý quỹ đất công, tại một số xã thị trấn vẫn còn diễn ra tình trạng đất công bị lấn. Một số thửa đất công, người dân đã lấn chiếm sử dụng lâu nên khó khăn trong công tác di dời. Việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất công trên địa bàn quyền đảm bảo theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt năm 2022, huyện đã tổ chức bán đấu giá thành hai khu đất công gồm tuyến phố thương mại đường 3 tháng 2 nối dài với diện tích 47.710 m2 và trường trung học cơ sở hộ nghĩa cũ với diện tích hơn 8.830 m2. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân dân tỉnh Mai Văn Nhiều đề nghị quyện tiếp tục tuyên truyền phổ biến các quy định về quản lý và đấu giá đất công nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên môn ra soát tổng thể diện tích đất công trên địa bàn quyện xây dựng phương án quản lý sử dụng theo quy định pháp luật đồng thời quyện cần xây dựng phương án đấu giá rõ ràng trong đấu giá đất công đối với các ý kiến kiến nghị của địa phương đoàn sẽ tổng hợp ý kiến gửi về các ngành tỉnh xem xét giải quyết trong thời gian tới